64. Đánh cho thiết giáp Tích Long Tinh Anh cấp 25 x1, cấp 27 x1, cấp 35 x1, 36 x1, cấp 37 x1. Cảm giác chính chính thanh truy mệnh đơn giản bị Đội Khải đánh ra phi tiêu vô tận. Đây là lần đầu tiên thấy trụ tử phối hợp kỹ năng với Khải đội, thật mạnh đó. Quả thật rất mạnh. Lúc chúng ta thí luyện người mới, bọn họ hợp tác như vậy. Loại thiết giáp Tích Long này hộ giáp quá mạnh, nếu không bại lộ ra bụng phòng ngự yếu nhất, dưới tình huống bình thường rất khó đánh chết. Cho dù Lý đội ra tay cũng không một chiêu mà giết được. Đánh cho thiết giáp Tích Long cấp 35 tinh anh x1, thăng cấp rồi. Người thám hiểm viên trụ, nghề nghiệp võ đồ, cấp cấp 10. Wow, Khải, tôi cấp 10 rồi. Trụ tử, tôi biết cậu có thể làm được. Thu thập thiết giáp Tích Long cấp tinh anh S64. Thu thập thiết giáp Tinh Long cấp tinh anh 65 S6. Wow, Khải đội, trụ tử, hai người vừa rồi hợp tác cũng quá là tuyệt đi nha. Đối với tiểu đội hỏa thần chúng ta, thật sự là càng ngày càng có lòng tin. Đúng vậy đó. Lúc này mới xuất phát chưa tới 1 giờ, trụ cột tử đã lên tới cấp 9, lên tới cấp 10. Mặc dù biết Khải đội và trụ tử hợp tác rất mạnh, nhưng không ngờ tốc độ thăng cấp lên nhanh như vậy. Tớ cũng muốn lợi hại như vậy. Bảo Rương Tinh Anh hẳn là ở trong tảng đá hoặc là khe hở của khu vực này. Nón nón lại đây đi, chúng ta cùng nhau tìm xem. Đến đây. Đến đây. Nếu không có ý gì ngoài ý muốn, thiết giáp Tích Long cấp chiến tướng hẳn là đang ở trong rừng đá đá này. Khải, ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Vừa rồi ngươi tiêu hao khẳng định không nhỏ. Tiêu hao không nhỏ, nhưng chưa tới mức bất công, bất động. Hơn nữa cửa vào rừng đá này có thể không chỉ có một chỗ này. Động tĩnh chúng ta vừa rồi gây ra cũng không nhỏ. Nếu như kéo dài quá lâu, cái tên kia có thể sẽ triệu tập thiết giáp Tích Long ở lối vào khác để bảo vệ nó. Săn dã thú cấp chiến tướng phải rèn sắt khi còn nóng. Đi thôi. 10 phút sau, thật là yên tĩnh. Khải, nơi này thật sự có thiết giáp Tích Long cấp chiến tướng sao? Kỳ lạ, không có dấu vết khả nghi nào được tìm thấy trên mặt đá. Quỷ nhãn chiên chú, không đúng, không phải quá mức căng thẳng, là chỗ bọn họ đứng có vấn đề. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Trụ tử, anh bị sao vậy? Lạnh như vậy sao? Không biết gì sao, đi tới đi lui ta lại đột nhiên cảm thấy da gà nổi lên. Trụ tử, tôi thấy cậu căng thẳng quá rồi. Không đúng, không phải quá mức căng thẳng, là chỗ bọn họ đứng có vấn đề. Trụ tử, hồ nhan nghiêng ngữ mau dừng lại đi. Quái vật Tích Long cấp chiến tướng Long Hóa, đẳng cấp level 58. Vừa rồi thì chút nữa cái mạng nhỏ trầu tổ tiên rồi, tên này màu sắc thế nào với nhám thích. Kháng nó không nhiều lắm, cũng quá là biết ngụy trang đi. Đúng, đúng là như vậy. Nón nón, số liệu. Vâng. Quái vật Tích Long cấp chiến tướng Long Hóa, cấp độ level 58, Tích Long cấp chiến tướng Long Hóa, còn được gọi là Tích Long Trắng, khoảng 36 tuổi và nặng từ 2 đến 2,4 tấn. Tích Long cấp chiến tướng Long Hóa cấp 58 còn được gọi là Tích Long Trắng, khoảng 36 tuổi và nặng từ 2 đến 2,4 tấn. Long Hóa, cấp chiến tướng đầu tiên chúng ta gặp phải chính là chủng biến dị. Bạo kích S1. Tiếc quá, rốt cuộc á, đánh trúng rồi. Cho dù chỉ có một thanh bạo kích, hẳn là cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ đi, huống chỉ là hai thanh. Lộ biến dị trong giả thú cấp chiến tướng này, vật thu thập của chúng càng phong phú, xác suất xuất hiện cực phẩm trong bảo rương càng cao. Nhưng thực lực á, cũng mạnh hơn cấp chiến tướng bình thường nữa.